chuyện mẹ chồng nàng dâu là chủ đề mà các nhà văn, biên kịch, nhà làm phim khai thác mãi không hết. Bởi lẽ, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ là đơn giản và dễ dàng để giải quyết trong một sớm một chiều. Nàng dâu nào may mắn, lấy được người chồng yêu thương, chiều chuộng, bố mẹ chồng tâm lý thì quả không hạnh phúc nào bằng. Tuy nhiên, có những cô gái lại không có phúc được hưởng may mắn đó. Mối quan hệ với gia đình, bố mẹ chồng có thể tác động mạnh mẽ lên hôn nhân, do đó, việc bị mẹ chồng ghét quả thật là địa ngục đối với các nàng dâu. Mới đây, một bà mẹ trẻ có tên Thu Huyền, đến từ Hà Nội cũng chia sẻ cuộc sống trắng trợn đến cùng cực của mình khi bị mẹ chồng ghét bỏ. Nguyên nhân chính là vì chồng chị suốt ngày mách tội vợ với mẹ mỗi khi hai người cãi giả, xích mích. Tình cảnh én lơ của bà mẹ bỉm sữa. Cụ thể, chị Thu Huyền vừa sinh con được gần 4 tháng. Thông thường, các cô gái khi sinh con đầu lòng đều được về nhà ngoại ở cử để bố mẹ đẻ tiện chăm sóc. Thế nhưng với chị Huyền, không những không được về để bố mẹ chăm, chị còn bị chồng cấm đi thăm ngoại. Mình nghỉ sinh ở nhà, tính cả nghỉ phép năm nữa là tổng gần 7 tháng. Hiện tại mình đã sinh em bé được 3,5 tháng nhưng cả nhà chồng vẫn chưa cho về ngoại chơi. Mình cố đợi đến lúc con 4 tháng sẽ về, nhưng chồng tuyên bố chỉ cho về có 2 tuần thôi, tính từ lúc bầu to đến giờ là 8-9 tháng không được về nhà đẻ. Mình xin ở thêm 1 tuần nữa thì chồng không cho, rồi vợ chồng cãi nhau nhưng cũng không cãi nhau trước mặt bố mẹ chồng, bà mẹ bỉm sữa thể. Điều đáng nói là chồng chị Huyền đã không tâm lý, yêu chiều vợ dù vợ đang vất vả trong thời kỳ mang thai, chăm con nhỏ mới sinh mà còn luôn tỏ ra gia trưởng, cấm đoán vợ con đủ điều. Đặc biệt, cứ mỗi khi giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chồng chị luôn mách lại với mẹ, kể tội vợ khiến mẹ chồng chị Huyền ngày càng ác cảm, ghét con dâu ra mặt. Mẹ chồng chị luôn đứng ra bao bọc, bảo vệ con trai bất kể đúng sai, vô tình làm mâu thuẫn giữa hai vợ chồng trở nên trầm trọng hơn. Chưa thể, bà không hề khuyên bảo, phân tích để con biết việc nào nên làm, việc nào không, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa, tranh thủ lúc vợ chồng chị có chiến tranh lạnh, hiến kế khuyên con trai cách đuổi vợ ra khỏi nhà. Mẹ chồng chị Huyền dành những lời miệt thị cay nghiệt để nói xấu con dâu với con trai. Chị Huyền xót xa kể, đêm qua mò điện thoại của chồng, mình phát hiện ra thứ này và sốc toàn tập. Chả là lần nào vợ chồng cãi nhau, anh cũng mách mẹ để mẹ chồng cho mình ăn chưởng. Ngày trước vợ chồng mình thường xuyên cãi nhau vì mình xin về nhà ngoại nhưng không cho. Có lần em gái mình cưới mà chỉ được về có 2 ngày trong khi mình được nghỉ làm, xin ngủ lại qua đêm cũng không được luôn. Cuộc sống hôn nhân mà như tù giam lỏng vậy. Anh ta bảo chán vợ vì cãi nhau suốt, thế là mẹ chồng mình đau đầu nghĩ phương án đuổi mình ra khỏi nhà. Bà khuyên con trai cứ mặc kệ vợ, để nó biết mình chán nó, rồi thì cứ cho nó muốn về bao lâu thì về, nếu con thấy chán quá thì theo mẹ, khi nào nó về cứ cho đi luôn. Mình là mẹ của cháu nội bà mà bà nỡ lòng nào nghĩ kế tống khứ mình đi như thế, bàng hoàng quá. Đi kèm với câu chuyện là ảnh chụp lại đoạn hội thoại gây sốc giữa chồng chị Huyền với mẹ. Trong đó, chồng chị liên tục than con chán vợ lắm rồi, bây giờ con mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, còn bà mẹ chồng thì hùa theo con trai, nói xấu con dâu không ngừng. Dù cháu nội chỉ mới gần 4 tháng tuổi, nhưng bà mẹ chồng không những không dung dấn mà sẵn sàng chia rẽ vợ chồng con trai vì ông bà làm hết trách nhiệm rồi, không trách móc được. Còn chúng mày ăn ở với nhau thế nào thì tùy, tao không níu kéo nữa. Giờ con về nhớ chỉ quan tâm đến thằng cu thôi, còn nó thì mặc kệ, xem nó tính thế nào. Sau khi chia sẻ tình cảnh trớ trêu của mình, bà mẹ bỉm sữa xin mọi người cho lời khuyên giải quyết vấn đề. Có thể thấy, chị Thu Huyền vừa có cuộc hôn nhân cưng không lành, canh không ngọt với người chồng gia trưởng, ác đặc, thích mách mẹ khi vợ chồng cãi nhau, vừa phải đối diện với mẹ chồng ghét cay ghét đắng và luôn muốn tống khứ con dâu đi. Hoàn cảnh tréo tri của mẹ bỉm sữa khiến hội chị em chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nhiều người khuyên chị Huyền nên mau chóng chấm dứt cuộc hôn nhân này để anh chồng bám giấy mẹ được thoải mái ở với mẹ. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng mẹ bỉm sữa nên bình tĩnh, chia sẻ với chồng ấm ức, thay vì giữ kín một mình. Vì nhiều lý do, chồng bạn có thể không nhận ra được việc bạn bị mẹ kỳ thị nên cứ chia sẻ với chồng xem sao.
vợ chồng bạn cũng yêu nhau một thời gian mới kết hôn, vậy chắc anh ta vẫn có nhiều điểm tốt. Cứ ngồi lại ngẫm nghĩ xem chồng có ưu điểm nào, có thể nhắm mắt cho qua để giữ gìn gia đình cho con không? Khi có chuyện, vợ chồng nên đóng cửa bảo nhau vì cả hai đều đã trưởng thành. Còn mẹ chồng, tính toán xem được thì ra ở riêng, tránh va chạm Facebook Minh Thư để lại bình luận. Hiện, cộng đồng mạng vẫn đang dành sự quan tâm cùng nhiều lời khuyên dành cho bà mẹ bỉm sữa trong câu chuyện trên.